Xin chào mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với Trên Mọi Đường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục một nguồn thông tin cực kỳ chấn động mọi người, liên quan tới những câu chuyện của ông sư thầy mà lên gọi là gan ngang tức ở mà đi chỉ trích Sư Minh Tệ đó mọi người. Thì ông sư Thích Mật Hạnh thì cô chú anh chị cũng đã nghe ông này rồi. Bây giờ là nghiệp quật ông này được cô chú anh chị. Thì mấy ngày nay thì xuất hiện những cái clip của ông này nói về Sư Minh Tệ rất là nhiều. Thì ngày hôm nay chính nó nghiệp quật trả báo tới ông này rồi cô chú anh chị, quả báo tới ông này rồi, cái vụ mà đập phá tượng Phật thì giáo hội Phật giáo đã vào cuộc rồi mọi người. Thì câu chuyện thực hư như thế nào, xin mời cô chú anh chị vào bên trong để nghe câu chuyện thực hư như thế nào về ông Sư Mật Hạnh mà giáo hội Phật giáo vào cuộc đang xử lý cái vấn đề mà ông ta đã đập phá tượng Phật. Cô chú anh chị, xin mời cô chú anh chị. Với câu chuyện với ông Thích Mật Hạnh rồi, quả báo đến rồi cô chú anh chị ơi, với những cái phát ngôn mà liên quan đến Sư Minh Tuệ vừa qua, thì tiếp tục gọi là cộng đồng mạng lại đào ra một cái clip của ông này nói rằng mình gọi là đập phá tượng Phật. Thì mới nhất luôn, một cái thông tin mà các Phật tử đã gửi đến cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, một bức thư phản ánh về phát ngôn của ông sư Thích Mật Hạnh ở tu viện Chơn Như về cái câu chuyện gọi là đập phá tượng Phật. Yêu cầu về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Hòa Thượng Thích Gia Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo, để đề nghị xem xét xử lý ông này về cái hành vi gọi là đập phá tượng Phật nha cô chú anh chị. Thì thông tin này cũng đã được đăng trên cổng thông tin báo gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương. Cụ thể thì cái thư như sau thưa quý vị. Phật tử Thị Hồ gửi đến cổng thông tin Phật giáo Việt Nam một bức thư phản ánh về phát ngôn của sư Thích Mật Hạnh ở tu viện Chơn Như về việc đập phá tượng Phật, với nội dung cụ thể như sau. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, con là một Phật tử trong gia đình nội ngoại đều theo kính đạo Phật. Thời gian qua có nhiều việc ồn ào diễn ra, trong đó có những lời nói gây kinh hãi, đó là đập phá tượng Phật của sư Thích Mật Hạnh chùa Am tu viện Chơn Như. Sư Hạnh đã nói là tự tay đập phá tượng Phật A Di Đà, Quan Âm và Di Lặc. Con và nhiều người khác cảm thấy kinh hãi khi nghe sư Hạnh nói vậy trên mạng xã hội. Hôm nay đệ tử của sư Mật Hạnh đăng tiếp video ông Mật Hạnh nói mấy ông nội đó dựng lên Phật A Di Đà là ngoại đạo. Con trước giờ cũng biết có đại thừa, tiểu thừa, các phái tu tập khác nhau, và cũng hiểu là cần tôn trọng lẫn nhau trong tôn giáo. Con cũng có nghe được pháp thoại của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, nói người tu hành không nên chê pháp tu của người khác. Sự việc ông Thích Mật Hạnh đang diễn ra càng lúc càng căng qua các phát ngôn của ông Mật Hạnh đã đăng trên mạng xã hội. Đập phá tượng Phật là hành vi không ai có thể chấp nhận được. Kính mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu tâm. Xin trân trọng kính chào. Thưa cô chú anh chị, thì rõ ràng trong cái câu chuyện mà của ông Thích Mật Hạnh này đó, ông đã lên tiếng về cái câu chuyện của sư Minh Tuệ đã khiến cho rất là nhiều người cảm thấy bức xúc rồi. Nhưng mà càng bức xúc hơn khi cái ông này đã tuyên bố rằng là A Di Đà rồi Phật Quan Thế Âm, Phật Di Lặc ông ta không xem ra gì, thậm chí là chính tay mình đập bỏ, thì khiến cho rất là nhiều người Phật tử cảm thấy vô cùng bức xúc về cái câu chuyện này. Thì ngày hôm nay đã tới tay về phía Trung ương Giáo hội rồi. Thì mình mong rằng về phía gọi là Giáo hội Phật giáo cũng sẽ có cái sự nghiêm trị đối với gọi là cái ông Thích Mật Hạnh này của chú anh chị. Không thể nào chấp nhận được với những cái lời nói mà gây gọi là ảnh hưởng rất là lớn đến gọi là Phật giáo, đặc biệt là những người đạo Phật. Người ta tôn kính Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Âm, Phật Di Lặc. Nhưng cái ông này thì bản thân ông ấy không tôn kính đi, thì kệ ông ấy, nhưng mà ông ấy lên trên mạng lại rêu rao và thậm chí tuyên bố mình sẽ gọi là mình đã đập bỏ tượng Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, vân vân các kiểu. Thưa cô chú anh chị, thì mình nghĩ rằng với cái tư tưởng này trước đó đã từng có rồi, nhưng mà chưa có ai làm vậy chứ, chưa có ai có thể mà lên để mà nói những cái lời lẽ. Và mình nghe những cái lời văn của cái ông này khi phát ngôn về sư Minh Tuệ, kêu là lũ này lũ kia đó, là những người đi theo sư Minh Tuệ đó. Ông ấy nói rằng là nguyên một cái lũ kéo đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc ra Nam, là những lũ làm biến đi ra ngoài đường như vậy được người ta tôn kính,
rồi là người ta cho cái ăn ngon, chứ trên thực chất là họ không có tự chủ được những cái đứa thằng này là không có tự chủ được cái chính bữa ăn của mình. Thì không có ai tu mà lên nói những cái phát ngôn mà kêu những người bạn đồng tu hay là người ta tu theo cái đạo khác mà nói kiểu vậy nha cô chú anh chị. Không có ai mà phát ngôn có kiểu vậy, nhưng mà mình thấy vẫn có một số người khi mình làm về cái chủ đề ông mặc hạnh này thì gọi điện cho mình nói rằng cô cũng đã từng tu chỗ này, cũng từng tu trong tu viện Chân Như, rồi ông mặc hạnh này ổng cũng gọi là tu từ 7-8 tuổi gì đó, cũng có tu thiệt đó con ơi, đừng có nói như vậy. Nhưng mà thưa cô chú anh chị, mình không biết rằng ông này đã tu bao lâu và tu có đạo hạnh như gì, nhưng mà với qua những cái phát ngôn của bản thân ông này khi mà nói về một số những người bạn đồng tu, đặc biệt là Sư Minh Tuệ nè, rồi cho đến những người đi theo Sư Minh Tuệ, thì ông ta gọi chung là một cái lũ làm biến, ăn dơ này kia kia nọ, không tự chủ được, là mình thấy ông này đã xúc phạm một cách nặng nề rồi. Ông ta có xứng đáng để mà gọi bằng thầy bằng sư nữa hay không thì tự mọi người cũng sẽ hiểu. Một người mà đã có tu hành, có đạo hạnh từ nhỏ lớn như vậy thì chẳng có ai có lại có những cái phát ngôn kiểu vậy, sân si ghen tức kiểu như vậy cả cô chú anh chị, mà kêu những người mà đồng tu với mình kêu bằng lũ này lũ kia làm biến vân vân, rồi nói những cái lời chê bai hạ bệ người khác. Thì theo quý vị rằng những cái lời lẽ này nó có xuất phát từ một vị gọi là chân tu thật sự hay không? Thì có lẽ rằng cô chú anh chị cần đánh giá lại cái ông mặc hạnh này. Có thể rằng cô chú anh chị đã từng đến đó, từng trò chuyện, từng gọi là biết được những cái điều gì đó tốt đẹp ở trong đó. Nhưng thưa cô chú anh chị, đó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Quý vị chỉ đến đó 1-2 ngày hoặc 3-4 ngày thì chúng ta không biết được. Nhưng mà với những cái phát ngôn như vậy, một vị chân tu hoặc vị tu gọi là có người ta có tâm đạo thật sự ha, người ta có tu hành tốt đẹp thì chẳng có ai có những cái phát ngôn mà dùng những cái từ ngữ như là lũ này lũ kia, thằng này thằng nọ, giống như Thích Chân Quang yêu thằng ba trọn, ba này ba kia. Thì cô chú anh chị nghĩ rằng cái ông này có phải tu thiệt không, hay là mượn đạo tạo lời, mượn chiếc áo làm nên nhà sư? Thì ngày hôm nay đối với cái thông tin này, mình rất ủng hộ các cô Phật tử đã gửi cái văn bản này phía cho Hội Trung ương và đề nghị xem xét lại ông này với những cái phát ngôn trên mạng xã hội. Bởi vì trước đó chúng ta thấy rồi, từ ông Nhận Đức, ông Chân Quang với những cái phát ngôn của mình cũng đã bị xử lý, và bản thân ông này cũng phải bị được xem xét với những cái phát ngôn của mình rồi cô chú anh chị. Mới đây thì một bài viết của một nhà văn có tên là Phạm Lưu Vũ cũng đã nhắc đến cái câu chuyện của ông Thích Mặc Hạnh như sau: tu viện hay là tư viện, dùng một chữ để định nghĩa cái anh Mặc Hạnh ở tu viện Chân Như thì là chữ mê thêm chữ nữa, đó chính là chữ si, thêm nữa là hèn cho đến bẩn. Tóm lại anh này thâm sân si, mạn nghi, tà kiến, điên kiến và ác kiến đủ cả tất cả thảy điều trên mức bình thường. Sư phụ của anh ta, trưởng lão Thích Thông Lạc, tôi từng nghe pháp của ngài, đọc sách của ngài, thấy rõ đây là một người có chủng tính Phật theo Phật giáo Nguyên Thủy, song do độn căn hạ liệt cũng trên mức bình thường nên rất cực đoan, đáng thương hơn đáng trách. Sư Minh Tuệ là người có căn tính đại thừa, trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thì rời bỏ cái lô cốt Phật giáo Nguyên Thủy này là đúng rồi. Đến anh Mặc Hạnh này thì thật đáng trách, bởi anh ta chụp cho Sư Minh Tuệ cái mũ phản thầy mà chính anh ta đang đội. Nếu anh ta im lặng hoặc hoan hỷ vì có Sư Minh Tuệ từng xuất gia ở đó, thì rõ ràng tôi đã không nhắc đến ông trưởng lão cực đoan một cách tà kiến là thầy của anh ta, và không biến cái tu viện do thầy sáng lập thành tư viện phản thầy, thế chứ còn phản thế nào nữa. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ chấp nhận duy nhất Phật Thích Ca, kinh giáo thì chỉ chấp nhận 4 bộ kinh A Hàm, bác bỏ mọi chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, ba đời và toàn bộ giáo lý đại thừa, cho tất cả đều là ngụy tạo. Tờ Phật Thích Ca, xong họ chỉ thấy Phật Thích Ca từ đầu gối trở xuống mà thôi. Điều đó cũng chẳng sao, nếu là bậc có thượng căn thượng trí thì vẫn có thể đắc quả thánh, xong thành Phật thì không bao giờ. Nếu không hồi tâm chuyển hướng mà phát tâm Bồ Đề, đằng này độn căn lại cực đoan đến mức như thế thì chỉ có đắc quả ma, không thể đắc quả thánh. Những bài thuyết pháp của vị trưởng lão này đều là những ma sự, phần lớn trong 10 ma sự thuộc hành ấm, tức là từ 31 đến 40, thỉnh thoảng cũng với tới ma sự thứ 48 trong số 50 cảnh giới ấm ma, nhưng đây là giới hạn cuối cùng. Riêng cái chuyện chứng nhận đắc quả A-la-hán của UNESCO
thì không rõ thực hư như thế nào. Do chính vị trưởng lão này chạy trọt hay do cháu anh đệ tử là mặc hạnh kiếm được sau ngày sau khi ngài này đã viên tịch. Bất luận thực giả thế nào thì đó cũng là một việc nhảm nhí và buồn cười chưa từng có trong nhà Phật. Dù nít cô nào có tư cách mà ấn chứng cho người tu Phật, huống chi việc đắc quả A-la-hán là vô sở đắc, tức là vô ngã, thì không thấy ai là người đắc, không thấy đắc cái gì, thế mới thật sự là đắc quả thánh. Quả thánh cũng thế, mà quả ma thì cũng thế. Còn thấy mình là ma thì chưa đắc quả ma, không thấy mình là ma, thế mới thật sự là đắc quả ma. Quả ma cũng vô sở đắc như vậy. Thưa quý vị, thì mình thấy rằng cho đến cái thời điểm này đó, rất nhiều những cái video clip được loan truyền trên mạng với những cái lời lẽ của ông này. Nhiều người thì cho rằng là do một cái kênh YouTube nào đó đã gài thầy mặc hạnh gì của mọi người, gọi điện về để mà thầy nói những cái điều không đúng và bị hớ về sư minh tệ. Nhưng thưa cô chú anh chị, quý vị nên nghĩ lại rằng nếu như thật sự một người đã tu hành mà họ đã loại bỏ hết những cái tham sân si của mình, bản thân mình đã gọi là chứng được những cái quả A-la-hán gì đó, như quý vị nói rằng ông mặc hạnh này đã chứng được đó, thì cho dù là bao nhiêu những cái cạm bẫy hay những cái lời nói, cái điều phát ngôn đầu tiên đó là trước mắt là phải tôn trọng những cái người gọi là đồng tu với mình rồi. Không có cái câu chuyện mà tham sân si rồi chê bai rồi dùng những cái từ ngữ giống như là một người gọi là bình thường, dùng cái lũ này cái lũ kia. Thì cô chú anh chị nghe cái từ lũ thôi là mình cảm thấy cái ông này không có tu hành gì được rồi. Cô chú anh chị, không có đắc quả A-la-hán cái gì. Nhiều người điện về tấn công mình, nói rằng nói không đúng với ông Mật Hạnh. Ông Mật Hạnh đã chứng quả A-la-hán gì rồi. Trời ơi, nghe cái hết hồn. Nhưng mà nghe dùng những cái từ ngữ, những cái cụm từ mà ông này đã phát ngôn trên mạng xã hội, khi nhắc đến những bạn đồng tu, đặc biệt là sư Minh Tuệ, thì mình khẳng định với cô chú anh chị rằng cái ông này tu hành cái gì mà lại phát ngôn lũ này lũ kia. Chẳng có ai mà tu hành đắc quả mà lại dùng những cái cụm từ đó để mà nói đến một vị đồng tu của mình cả. Mặc dù đó, cho dù trước đó giống như ông này nói đúng đi, là sư Minh Tệ khi mà ở đó thì chưa giữ được cái hạnh ăn uống ngủ nghỉ của mình, cho dù như vậy đi, nhưng mà trong khoảng thời gian 6-7 năm trời sư Minh Tệ đi ra ngoài, ông này biết được sư Minh Tệ đã tu tập được cái hạnh gì chưa, mà ông lại lên phát ngôn như đúng rồi. Đúng rồi cô chú anh chị, phát ngôn như đúng rồi, như đúng là mình nằm trong gọi là trong bụng của người ta, biết hết người ta đi đến đâu, người ta làm gì ông biết hết vậy. Nếu mà như mà ông này không nói thì có lẽ rằng đó cũng chẳng có ai biết tới ông Mật Hạnh này là ai. Thưa quý vị, chẳng ai biết tới ông Mật Hạnh này ai. Cũng muốn để mà lên trên mạng để mà muốn nhắc về cái câu chuyện sư Minh Tệ để nhiều người biết đến hơn, nhiều người biết đến cái tu viện chân như của mình hơn, rồi thậm chí là quảng bá cái hình ảnh này kia vân vân các kiểu. Nhưng mà lại chọn lựa một cái cánh tiêu cực như thế này thì mình thấy rằng quả báo đã đến rồi cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thư của gọi là các Phật tử cũng đã đến tay rồi, đến tay của gọi là giáo hội trung ương, thì mình tin rằng khoảng thời gian sắp tới thôi cũng sẽ có cái kết cục đắng giống như ông Thích Chăn Quang hay là ông Thích Nhân Đức, thậm chí còn đắng hơn nữa với cái hành vi gọi là đập phá tượng Phật của ông này. Ngoài những cái lực mà trong giáo hội thì ông này còn phải chịu thêm cái lực nhân quả đó. Chứ đừng nói đến cái câu chuyện mà ông này đã đắc được cái này đắc cái kia. Mình nghe mình cảm thấy mình buồn cười lắm cô chú anh chị. Có nhiều người thì vẫn còn tin tưởng rồi, ông Mặc Hạnh này trời tu từ nhỏ 7-8 tuổi nha, 7-8 tuổi gì đó đã theo trưởng lão Thích Thông Lạc rồi, ông này bây giờ là đắc quả A-la-hán rồi, con ơi con đừng có nói gì đến ông Mặc Hạnh này nữa, kẻo gọi là nghiệp này kia. Trời ơi, mình nghe mình cảm thấy mình sợ. Cũng có thể là cô chú anh chị đã từng vào đó, cô chú anh chị đã từng được tiếp xúc chẳng hạn, nhưng mà chưa chắc cô chú anh chị được hiểu hết. Và thậm chí là với những cái lời mà ông này phát ngôn thì quý vị nên suy nghĩ lại đi, có ai mà đắc quả là hán lại phát ngôn cái kiểu gọi là tào lao bí đao gì không? Có ai mà nhận xét một người bạn đồng tu, một người từng tu với mình, cho dù là người ta không tốt đi, cho dù người ta cái thời điểm đó ở với mình người ta gọi là không giữ được cái này, vẫn giữ được cái kia, nhưng mà mình có nên phát ngôn vậy hay là không? Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần suy ngẫm. Và ngày hôm nay khi đã tới tại giáo hội trung ương thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem kết quả như thế nào. Mình đã thấy rồi đó, lực nhân quả đến với rất nhiều cá nhân rồi đó. Từ cái ông gọi là tuyên bố sư Minh Tuệ là ba trận,
từ cái ông mà cũng đá xuyên đá xéo Sư Minh Tuệ như là ông Thích Nhật Đức, thì ngày hôm nay cũng đã bị gọi là khóa mõm 1 năm, khóa mõm 2 năm, rồi thậm chí ông Quang bây giờ tới những cái bằng cấp tiến sĩ vẫn còn chưa xong xuôi. Thì mình cũng sẽ chờ xem mặc hạnh sẽ như thế nào, có phải là thích mặc hạnh hay là lại thích mất hạnh thêm một lần nữa đây. Thưa cô chú anh chị, rồi đó là cái nội dung mà buổi tối ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn quan tâm, luôn ủng hộ kênh. Nếu yêu thương thì mong rằng cô chú anh chị cho một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.